Nhật Ba vừa thấy em chuyển các chế độ nghe nhạc của con FX Audio D802C Pro này. Con này thì như bên chúng em gọi nó là một cục đẩy mini. Nó chỉ bằng một cái bàn tay người lớn nhỏ nhỏ thôi, nhưng cái công suất của nó thì kinh khủng khiếp. Em có những cái bài video em test, em test hẳn với những cái dòng loa full bass 30 công suất 500W một bên của em mà nó đánh căng đét luôn. Dòng này là dòng công nghệ nên nó được tích hợp rất nhiều các tính năng như là kết nối NFC qua những cái dòng điện thoại thông minh hiện nay mà sử dụng giảm bớt volume. Nói NFC thì chúng ta liên tưởng ngay những cái dòng điện thoại thông minh hay những cái thiết bị kết nối không dây đi kèm đó. Nó có bắt Bluetooth này, có octacore này.
quá là chất luôn ạ. Phong côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng.